Chào các bạn. Sáng nay bận quá nên không kịp làm cái clip cập nhật thông tin về các cổ phiếu mà tôi vừa khuyến nghị mấy buổi hôm trước, thì hôm nay hầu hết các cổ phiếu đã về tài khoản rồi đúng không? Và hiện tại thì vẫn đang cho tín hiệu tăng mạnh. Thì hôm nay là tôi làm cái clip để review lại các cái cổ phiếu mà tôi đã khuyến nghị, một số cổ phiếu mà tôi đã khuyến nghị có điểm mua. Thì đầu tiên là cổ phiếu GAG, thì tôi có khuyến nghị các bạn là có tín hiệu mua vào ngày hôm qua, hôm nay đang đà tăng đúng không? Cổ phiếu thứ hai là FLC. FLC thì hôm nay cũng tăng mạnh và tạo khoảng trống tăng giá. Tuy nhiên ấy, cái FLC thì nó lại có câu chuyện riêng của nó, là nó có cái mức kháng cự ở cái mức 13.85, 13.8. Đấy, nếu vượt qua được mạnh mẽ thì nó sẽ tăng tiếp, còn nếu không thì nó lại sẽ quay đầu điều chỉnh. Và hy vọng là ngày mai, hôm qua các bạn mua cổ phiếu này là mua ngày hôm qua đúng không? Ngày mai, ngày kia là sẽ về, thì hy vọng là vẫn kiếm được một cái lợi nhuận đáng kể. Tiếp theo nữa là cổ phiếu ABB, thì tôi khuyến nghị rất là lâu rồi, vài tuần để mua thì rất là lâu rồi, và đến bây giờ thì hôm qua và hôm kia là có hai phiên điều chỉnh, tuy nhiên là nó vẫn chưa đứt được cái cây nến xanh đúng không? Chưa chưa gãy được cái cây nến xanh, và hôm nay thì lại tăng trở lại một cách mạnh mẽ. Đấy, thì các bạn vẫn có thể giữ hoặc là giảm tỷ trọng tùy các bạn. Và BVB tôi cũng khuyến nghị mua hôm đấy, từ cái hôm rất là lâu rồi đúng không? Tôi khuyến nghị ở trên cái Facebook của tôi, bạn nào có Facebook thì sẽ biết là những cái cổ phiếu này tôi khuyến nghị mua lâu rồi, tôi mua từ cái điểm này thì đã lợi nhuận rất là cao rồi, lợi nhuận cỡ phải đến 70-80% đúng không? Tiếp theo là VIX. Đấy, thì tôi mới khuyến nghị mua cái ngày đầu tiên mà tôi làm cái YouTube đúng không? Ngày đầu tiên quyết định trở thành YouTuber thì tôi khuyến nghị cho các bạn mua cổ phiếu VIX. Hôm nay thì cổ phiếu đã về tài khoản rồi, các bạn cũng đã có một khoản lợi nhuận đáng kể rồi đúng không? Lợi nhuận đáng kể rồi, các bạn có thể giảm tỷ trọng hoặc là giữ, về nguyên tắc là giữ đúng không? Quan điểm của tôi là giữ cho đến khi nó test lại cái mức kháng cự, là đã cái mức này là mức 34.9, 35, 34.9, 35. Đấy, nếu vượt qua được thì giữ tiếp đúng không? Thì nó sẽ lên cái vùng 42, 41, 42 đúng không? Nếu không thì chúng ta sẽ chốt chốt ở cái mức trên này. Đấy là cổ phiếu VIX. Cổ phiếu tiếp theo là GEG, thì là cổ phiếu này được khuyến nghị từ ngày hôm qua thì hôm nay cũng đang tăng giá. Đấy. Đấy. Và cổ phiếu tiếp theo nữa là PVS. PVS thì tôi đã khuyến nghị từ rất là lâu rồi ở trên Facebook của tôi đúng không? Là điểm mua đây, và tôi có nói rằng trong nhóm dầu khí thì cổ phiếu PVS là mạnh nhất trong nhóm dầu khí, và nó đã vượt cái đỉnh của nó đúng không? Một cách mạnh mẽ và vẫn đang hướng lên. Dòng tiền thì vẫn đang vào mạnh đúng không? Khối lượng vẫn đang tăng đúng không? Và trong vài phiên tới tôi nghĩ là VX vẫn có thể tăng mạnh. Giá dầu thì hiện tại là ngày hôm nay đã lên 70 rồi. Tuy nhiên là còn rất là xa cái đỉnh giá dầu là 150 đô một thùng đúng không? Còn còn rất xa cái đỉnh như thế. Và câu chuyện giá dầu thì nó tất cả các cái giai đoạn suy thoái kinh tế và sau khi trở lại phục hồi thì giá dầu đều bứt phá một cách mạnh mẽ, và cái lần bứt phá sau bao giờ cũng vượt cái đỉnh trước đúng không? Đấy, và hy vọng là trong 1-2 năm tới thì giá dầu cũng sẽ vượt được cái đỉnh 150 đô một thùng đúng không? Đấy là câu chuyện của tương lai. Chúng ta nhìn gần thì chúng ta thấy nó vẫn là các bạn cũng đã kiếm được một cái lợi nhuận đáng kể rồi đúng không? Và mua từ cái mức giá khoảng 21 đúng không? Bây giờ là 27.7 rồi. Tiếp theo là cổ phiếu VIP được khuyến nghị ngày hôm qua thì hôm nay cũng đã tăng rất là mạnh mẽ. Đấy, tăng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên cái cổ phiếu này ấy thì cái khối lượng giao dịch là không lớn, không lớn thì nó có vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm.
ưu điểm của cái cổ phiếu không lớn này ấy, thì nó có thể làm giá được, nó có thể đẩy một cách mạnh mẽ, đúng không? Nó có thể tăng lên bất kỳ giá nào, đúng không? Tăng lên 100.000 một cổ phiếu thì cũng vấn đề là cái người mà người ta gọi là cái nhà tạo lập thị trường đấy, các cái big boy ấy, người ta có muốn là ở cái giá đấy hay không mà thôi, đúng không? Đấy, và cái công sức đẩy lên đấy với cái thứ mà người ta hưởng được ấy, là nó có tương xứng với nhau hay không mà thôi, đúng không? Đấy là cái nhược điểm của nó, đúng không? Cái ưu điểm của nó là như thế, còn cái nhược điểm đây là dẫn đến cái điểm mua ấy, thì thông thường của những cái cổ phiếu bé này ấy, thì cái điểm mua này là chúng ta cũng phải cẩn trọng một tí. Tuy nhiên là chúng ta thấy này là khối lượng giảm dần, đúng không? Khối lượng giảm dần là những cái người mà mua ở trên này người ta đã không muốn bán nữa rồi. Đấy. Và hy vọng là mấy phiên tới thì nó cũng sẽ tăng, đã tăng, đúng không? Và cái ngưỡng khuyến nghị các bạn canh chốt bớt là giá từ 10 đến 10 đến 10.3. 10 đến 10.3 các bạn có thể canh chốt bớt, đúng không? Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu GTN. GTN thì rất là tiếc là hôm qua tôi cũng mua được rất là ít, nhưng hôm nay không ngờ là nó trần ngay từ đầu. Và tôi nghĩ là sau 10 giờ thì nó sẽ điều chỉnh giảm để tôi mua thêm, nhưng mà không kịp. Ngày hôm qua thì do là bị nghẽn lệnh nên là tôi đặt, nó không khớp hết và không sửa được lệnh nữa. Lúc bây giờ là tôi đặt full tài khoản luôn, nó không làm gì được, đúng không? Và chỉ khớp được một ít thôi. Một ít, ngày hôm nay ý định là mua tiếp khi mà nó điều chỉnh giảm xuống vùng 18, 18, 17.5, 18 này chẳng hạn, thì là tôi sẽ mua vào, nhưng không ngờ là nó giữ luôn giá tím ngay từ đầu phiên. Đấy, thì đấy là những cái cổ phiếu mà tôi đã khuyến nghị các bạn. Đấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share để cho những người khác có thể xem được clip này. Và bạn thực sự quan tâm đến những clip của tôi thì hãy đăng ký kênh ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ một clip mới nào của tôi, đúng không? Bởi vì là những cái điểm khuyến nghị của tôi ấy, thông thường là nó rất là nhanh, nó xảy ra nếu mà bạn không mua thì ngày hôm sau đây, như GTN này, sang ngày hôm sau là tôi sẽ không mua được nữa, đúng không? Nó tím luôn rồi và không mua được nữa. Tất nhiên là cũng không phải cổ phiếu nào cũng được như thế, đúng không? Và hy vọng là các bạn có những cái lựa chọn tốt cho cái khoản đầu tư của mình, đúng không? Lựa chọn được các cổ phiếu có thể sinh lợi. Chúc các bạn đầu tư thành công.